Bớt lớn rồi mày. Mày qua tấm tao mày bớt tao rồi nha. Nếu mọi là nữa á, còn bánh mắt mày lên là vô nữa đó. Khóc không? Khóc không? Mày hả? Mày qua bên đây mày ăn hiếp hả? Ăn hiếp mấy đứa nít hả? Tưởng mày ngon lắm mấy gì hả? Hả? Tưởng mày lớn hơn mấy đứa nít hả? Mày chưa lớn hơn tao đâu con. Rồi mày lớn hơn tao đây rồi mày nói. Mày ăn hiếp mấy nít được thì mày ăn hiếp. Mày ăn hiếp tao đây. Chậu như vậy, một bên nữa nè. Là banh chành luôn. Khóc không? Khóc không? Khóc cái gì vậy? Mày á, mày dọn này nữa bây giờ. Bước về sao mày nhìn lên? Ăn gì hết nữa. Ê! Mày bị gì hả? Ngắn quýnh á. Thằng thắng quýnh mày hả? Ngồi xuống coi. Trời là trời, tại sao thằng đó nó lại quýnh mày trời? Mày không phải nói em tao hay đâu? Tại sao mày không nói là em của tao? Trời là trời, tao tức chứ trời trời. Mày nói em tao đi, có đứa nào dám ăn hiếp mày không? Tại sao mày không nói? Quên. Mày nghĩ sao nó quýnh mặt mày máu me vậy đó hả? Nó quýnh mặt cái gì? Quýnh cục đá. Cái gì? Nó chẳng quýnh mặt cục đá luôn. Có thằng này cũng gà dữ lắm rồi, trời ơi là trời, nó không biết mày là em của tao hay gì mà nó dám quýnh với tao như vậy trời. Mày chơi làm sao mà để nó quýnh vậy? Con quýnh mấy đứa nhỏ. Trời ơi, cũng tại mày. Mày nghĩ sao mày qua mày quýnh mấy đứa nhỏ vậy? Hả? Mấy đứa đó làm gì mày mà mày quýnh nó? Hả? Con ăn kẹo nó. Con ăn kẹo nó hả? Chứ là trời. Má nó nghĩ sao? Nó qua nó ăn kẹo người ta, rồi nó quýnh người ta. Rồi bây giờ để người ta quýnh nó vậy. Má ta hên nói trời là trời, con cái gì đâu mà ngu dữ vậy trời ha? Tại sao mày ngu dữ vậy ha? Tao nói mày tại sao mày ngu mà mày cưng. Mày cưng mày khóc. Khóc. Khánh thằng ơi là trời, nó khóc thôi mà mình tưởng đâu nó cự không à trời. Rồi giờ làm sao mày về đây mày mé tao hả? Quýnh nó hả? Nó có ba con gì đó không? Không. Có mình nên nó phải không? Mà tại sao mình nên nó mà mày chơi không lại nó? Nó lớn hơn con mà. Nó lớn hơn mày, mày có học võ mà sao kỳ vậy? Nó cầm cục đá mà. Nó cầm cục đá nhưng mình đúng rồi, nó cầm cục đá. Ủa mà tao nhớ mày học võ mà, có thế thủ này kia đâu? Thế thủ quên trời. Trời ơi trời. Cho mày ăn học cũng như không, thế thủ mà mày cũng không biết nữa. Má nó chán gì đâu là chán. Mày đúng là không phải con cháu của tao mà. Con cháu của tao không ai dạy hết trơn á. Má nè. Rồi giờ sao đây? Quýnh mặt mày vậy đó hả? Má. Đổi thêm con này nữa. Được rồi. Mày lại đó. Tao qua ha. Tao nắm đụ á. Tao giả ha. Húi cái lỗ tai của nó luôn nè. Nó dám ăn hiếp cháu tao. Đời mày tàn rồi con trai à. Bỏ nha, lớn đừng làm láo à.